và Đào tạo thị xã Giang Nghĩa về việc ban hành điều lệ các môn thi đấu tại hội khỏe phù đồng thị xã Giang Nghĩa lần thứ 6 năm 2015. Theo đề nghị của ban tổ chức hội khỏe phù đồng thị xã Giang Nghĩa, quyết định điều 1 khen thưởng các tập thể cá nhân đạt thành tích cao tại hội khỏe phù đồng thị xã Giang Nghĩa lần thứ 6 năm 2015, gồm các tập thể và cá nhân có danh sách kèm theo. Điều 2, các tập thể cá nhân có tên tại điều 1 được ghi vào sổ khen thưởng của phòng giáo dục và đào tạo được tặng giấy khen, huy chương và giấy chứng nhận cụ thể như sau. Về cá nhân, tặng